Hello, anh xin chào cả nhà có khỏe không ạ? Cảm ơn cả nhà đã quay lại với kênh Việt America. Thì đây là mấy người bạn trẻ đang biểu tình về kỳ thị màu dân da màu. Thì cả nhà cũng thấy là những bạn này rất là trẻ, từ 18 tới 25, đa số là người Mỹ trắng. Thì anh chàng trai trẻ này cầm cái tấm bảng nói về kỳ thị dân da màu. Họ có một nhóm biểu tình khoảng 30-40 người trong thành phố Lancaster ở tiểu bang Pennsylvania. Đây là chiếc xe của những phóng viên nha cả nhà. Họ túc trực ở đây để khi có chuyện gì xảy ra lớn có thể quay phim đưa lên đài truyền hình. Đây là toàn cảnh của những người trẻ, những người Mỹ trẻ họ đang biểu tình. Thì khi mà đèn đỏ xe ngừng lại thì họ cầm cái tấm bảng đi qua đi lại bên đường cho những người dân thấy là họ đang biểu tình về kỳ thị dân da màu. Và họ có những cái tấm bảng tẩy chay cảnh sát. Đây là cái chàng trai trẻ này có cái tấm bảng Defund Police, họ muốn tẩy chay cảnh sát. Đây là một cái tấm bảng kỳ thị những người da đen. Thì bây giờ là khoảng 8 giờ tối ngày thứ 2 ở tiểu bang Pennsylvania, thành phố Lancaster. Đây là toàn cảnh các anh các chị rảnh rỗi ra đứng biểu tình. Bên cạnh đó thì có những người họ đi làm thời tắt mặt tối, đi làm ban đêm. Những anh chị trẻ này ra đứng đây biểu tình cho người da đen. Nhà cũng thấy không, toàn là những anh trai trẻ người Mỹ trắng. Đây là cảnh sát đứng cách họ hai góc đường nha cả nhà. Thì họ trực ở đây để khi mà có việc gì xảy ra lớn thì họ sẽ gọi viện trợ. Mấy con ngựa rất là đẹp nha cả nhà, rất là to và lớn, một con màu trắng, màu nâu và màu đen. Ngựa của cảnh sát lớn lắm cả nhà, rất là bự. Họ túc trực ở đây lúc anh chạy ngang khoảng hai góc đường nơi những anh chàng trẻ đó đang biểu tình. Xe phòng cháy cháy từ bận chạy ứ tung, người thì việc làm không hết, người thì rảnh rỗi. Đây là những người sửa đường, họ làm việc về ban đêm nha cả nhà.